Đây là bầy chó nhỏ. Bầy chó nhỏ mũi này là mũi đầu tiên nha, 40 ngày nha. Và trước khi mà mình chích mũi vaccine đầu tiên 5 bệnh ấy, thì mình cũng đã có số giun rồi nha các bạn. Số giun nó ra một búi luôn. Chó con thường là giun nó lây từ đường mẹ sang con là nhiều, chứ không phải là nó có sẵn đâu nha. Là trong quá trình ăn uống thì nó mới có, nhưng mà con này là nó dạng mà từ mẹ sang con. Trước khi chích ngừa thì các bạn nhớ số giun nhé, số giun trước từ trước 3 ngày đến 5 ngày nhé, sau 3 ngày đến 5 ngày thì mới được chích ngừa nhé các bạn, thì thuốc nó mới có hiệu quả nha các bạn. Đây là em cái mặt đen nha các bạn ơi. Em cái mặt đen này mình cũng đang bán nha. Xoáy kiếm to mà dài nha, dài hết lưng luôn này các bạn. Một em lưỡi đen thì mình có khách đặt rồi nha. Còn đây là em lưỡi đốm thôi. Đây, xe cho các bạn xem nha. Đây, lưỡi đốm nhưng mà hiện tại bây giờ đã là 70% rồi. Thì tương lai sẽ đen nha các bạn. Cặp mắt rất là đẹp này. Cặp mắt lên này. Mắt màu đồng rất đẹp nhé. Mắt màu đồng rất đẹp nha các bạn. Cái nhá, mắt màu đồng rất là đẹp. Mặt đen như vậy nhưng mà lớn lên nó sẽ bạc bớt đi nha. Nó sẽ đen chút xíu thôi tại vì nó giống mẹ. Nó giống mẹ mặt hơi đen á. Lưỡi đốm nhiều nha các bạn. Chó rất là khỏe. Chó từ trại nhà mình ra là thường là chích ngừa đầy đủ hết nha các bạn. Từ 2 đến 3 mũi thì mới xuất ra khỏi trại nha. Cho nên là các bạn mua là các bạn rất là yên tâm. Mình có bảo hành cho các bạn luôn. Thường thường là về là mình bảo hành từ 15 đến 20 ngày cho các bạn nuôi thoải mái và nó quen cái môi trường mới nhé. Đấy, cho nhà mình là chích ngừa nha, cuối 1, 2, 3 này. Chích ngừa là mình có quay video đầy đủ nhé, up lên cho các bạn xem. Thì các bạn biết rằng chó nhà mình là đảm bảo đầy đủ là đã chích ngừa nha. Nếu các bạn có nhu cầu mua về con giống, về chó giống hoặc là mua nuôi chơi giải trí thì cứ liên hệ với mình nhé. Cũng đang còn vài em nữa. Vài em nhưng mà bầy 35-40 ngày này là bán hết rồi nha các bạn. Chỉ còn một em cái thôi, còn một em cái mặt đen thôi. Còn tất cả là đã có chủ hết rồi, đã cọc hết rồi nhé. Mình chờ xong mũi 2 là mình sẽ giao cho tất cả anh em thôi.
Đây nha, các bạn lưu ý nha, khi mà tiêm xong là mình phải xoa hết cho thuốc nó tan nha. Bất kể dù con nào cũng vậy thôi. Phải xoa nha. Con này vện rất là đẹp luôn này. Xuyên bán nhỏ này. Vện rất là đẹp luôn. Xong, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn đây, cách chích ngừa đây. Em này là xoay kiếm đẹp của một anh ngoài Đà Nẵng đã đặt rồi nha. Xoay kiếm rất là dài đẹp này, các bạn xem này. Đấy, xoay kiếm này, cực kỳ dài luôn, các bạn xem nhá. Dài tới chớm đuôi luôn này, rất là đẹp luôn. Ông anh ngoài Đà Nẵng đã nhanh tay chốt em này rồi nhá. Em đã cọc rồi, chờ ngày giao thôi. Một em cuốn rất là đẹp luôn, em đực nhá, hầu vệ cu tèo nhá. Hầu dề cu tèo nhé. Cu tèo hôm qua mình đã cho về nhà mới rồi nha các bạn. Vì nhà mình nó chặt đấy, không để một hai con đực cùng một ấy được. Cho nên là mình đã cho về nhà mới rồi. Xoáy nhỏ đóng hai bên tai rất là đẹp luôn. Hai bên tai, hai bên mang tai. Xoáy kiếm dài này. Xoáy kiếm dài, dài từ đây xuống tới chấm đuôi luôn này. Vện rất là đẹp luôn, vện hổ nha. Tuyệt vời. À, như vậy là xong nhá. Xong buổi sáng nay mình đã chích ngừa cho đàn cún nhà mình xong hết rồi. Anh em cũng có thể tự mua về nhà mình tự chích được nha các bạn. Những cái việc này mình không cần phải nhờ đến bác sĩ thú y đâu. Thì anh em có thể tự làm được nhá. Rồi hy vọng là video này sẽ có bổ ích cho anh em đang tập nuôi cún hoặc là những người nuôi ít ấy. Mình có thể tự mình chăm sóc cho đàn cún của mình một cách tốt nhất nhé. Nếu như anh em có nhu cầu mua về cho giống, cho con thì liên hệ với mình theo số điện thoại mình sẽ để bên dưới nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào nhé. Chào tạm biệt các bạn.